Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cách làm món đậu viên chiên các bạn nhé. Đây là sản phẩm của mình sau khi mình đã làm xong đấy. Thì các bạn ăn khi các bạn sẽ tham khảo video của mình để mình chia sẻ với các bạn nhé. Sau đây thì mình xin chia sẻ cách làm nha. Ở đây thì các bạn cần phải chuẩn bị ở đây đó là đậu phụ này. Đó. Tiếp đến là mình cho thêm một chút xíu thịt xay. Còn nếu mà các bạn không ăn chay thì các bạn có thể là bỏ thịt chay thịt đi nhé. Ở đây thì mình cho thịt xay, hoặc các bạn có thể cho một chút tỏi sống cũng được. Khoảng một thìa, hai thìa đấy thì ăn nó rất là ngậy. Đó. Tiếp đến là hành lá này, cà rốt này, và mình có cho thêm một ít xúc xích. Còn các bạn không cho thì có thịt rồi thì thôi cũng được, đấy là tùy theo ý thích của các bạn nhé. Và mình cho thêm một chút bột chiên giòn để tạo độ giòn, độ xốp cho đậu ấy các bạn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi làm này. Trước hết thì cái đậu này mình sẽ cho vào trong cái tô to như thế này để mình dầm cho nó lát ra. Đấy nhá. Đấy. Thì các bạn ăn nhiều thì các bạn cho nhiều. Ở đây thì mình sẽ làm 4 bìa nhiều một chút để cho con nhà mình rất thích ăn cái món này. Chấm với cả tương ớt đi các bạn, hoặc là sốt cà chua ấy. Rất là ngon. Đó. Thì bây giờ cái xúc xích và cái cà rốt, hành này mình sẽ thái nhỏ ra. Đấy, cái hành này các bạn thái. Thì các bạn cho thêm một chút xíu rau mùi nó cũng được nhá. Đấy là theo gia vị của các bạn. Thì ở đây thì mình chỉ cho hành lá thôi. Thì các bạn thái nhỏ ra để mình cho vào nhé. Nếu mà nhà mà có các bạn nhỏ không thích ăn hành lá thì các bạn có thể không cho, thế là tùy theo. Bạn có thể cho hành khô cũng được. Nhưng mà mình thấy cho hành lá rất là thơm. Đấy, hành lá mình thái xong rồi. Và tiếp đến là củ cà rốt thì mình cũng thái nhỏ như vậy, tức là mình thái hạt lựu ấy các bạn. Đây mình thái nhỏ như này. Đó, cà rốt với hành mình thái như vậy. Và đến xúc xích thì mình cũng thái như thế các bạn nhé. Cũng thái thành ra viên viên như vậy nhé. Thành những cái hạt lựu nhỏ. Đây, toàn bộ các thứ mình đã làm xong, hành, cà rốt và xúc xích mình đã thái xong rồi. Thì bây giờ cái đậu này thì mình sẽ dùng cái dĩa hoặc cái thìa hoặc cái gì đó, các bạn dầm cho nó lát ra là được các bạn nhé. Đó. Nếu các bạn ăn nhiều thì các bạn dùng nhiều hơn, còn các bạn ăn ít hơn thì các bạn có thể dùng hai bìa đậu thôi. Mình cho luôn cái thịt này vào. Các bạn có thể dùng giò sống cũng được thì nó rất là dẻo. Đây mình cho những cái này vào nha. Đây các bạn ơi, các bạn trộn đều lên. Thì vừa xong là mình chia sẻ với các bạn là mình chưa có trứng đúng không ạ? Thì mình phải có một ít trứng nữa đấy nhá, để nó tạo độ kết dính các bạn. Đó, mình trộn đều rồi. Thì bây giờ mình cho bột chiên giòn này vào. Thì ở đây cái bột chiên giòn này nó là 100g. Thì các bạn chỉ cần dùng 1 phần 2 thôi nhá, tức là 50g thôi. Đấy, mình dùng hai thìa đầy các bạn nhé. Và các bạn trộn đều vào lên. Thì xong là tí nó đều cho, bắt đầu mình mới đập trứng vào các bạn ạ. Đây là mình cho hơi nhiều cà rốt đúng không? Thì các bạn có thể cho thêm bột vào, hoặc thêm đậu nó cũng được nhé các bạn nhé. Như này thì mình chiên thì ăn rất là ngon. Đó. Ở đây thì mình cho thêm một xíu bột nêm, bởi vì các bạn ở đây sau ăn còn chấm cho nên là mình chỉ cho một xíu bột nêm vào ăn để cho nó đậm đà thôi. Tức là mình cho khoảng 3 thìa sữa chua.
bột nêm này. Đó. Và nếu các bạn ăn hạt tiêu thì các bạn cho hạt tiêu nhé. Đây mình cho hạt tiêu này, khoảng một thìa sữa chua hạt tiêu thôi. Ăn nhiều ăn ít hạt tiêu đấy là tùy theo khẩu vị. Còn nếu mà các bạn mà nếu mà nhà mà có em bé thì các bạn có thể là không cho hạt tiêu cũng được nhé. Đó. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một quả trứng gà, một quả thôi. Các bạn có thể cho hai quả, nếu mà nó khô thì các bạn cho hai quả, bởi vì là thực ra cho nhiều trứng quá thì đến lúc mà mình rán nó hơi bị ướt. Nếu mà các bạn sử dụng nhiều bột thì các bạn sử dụng hai quả trứng cũng được, nếu mà các bạn thấy nó khô ấy. Thì ở đây mình đã thấy mềm dẻo rồi. Đó, như thế này là mình sẽ trộn đều lên, mình mang đi để mình chiên các bạn nhé. Đó. Vậy là bây giờ mình sẽ dùng một cái bao tay để mình đi và mình viên tròn tròn ấy, mình cho vào chảo mình rán các bạn nhé. Thì mình đã chuẩn bị sẵn một trên chảo một chiếc. Thì các bạn sẽ chuẩn bị một cái chảo dầu như này và mình đi cái bao tay này vào. Sau đó là mình bôi một chút xíu dầu ăn vào cái tay này. Đấy. Sau đó các bạn sẽ dùng cái này. Dùng cái này để mình bóp vào như thế này này. Bóp vào đầu này các bạn nhé. Bóp vào đầu này. Mình lấy ra nó tròn như thế này. Thì mình cho vào. Thì giá. Thế là các bạn sợ dính thì các bạn làm như vậy nhé. Các bạn bôi dầu vào cái găng tay ấy. Thì các bạn rất là đơn giản. Sau khi mà các bạn đã vê thành đường viên như này rồi thì các bạn cứ để cho nó vàng, sau đó các bạn mới nặt nhé. Đấy, khi mà nó vàng nó sẽ cứng đúng không ạ? Đấy, các bạn sẽ nặt này rất là dễ dàng. Thì các bạn cứ để vàng một chút rồi các bạn cho ra. Các bạn có thể làm viên tròn như thế này cũng được, mà các bạn có thể sử dụng viên bẹt bẹt như cái bánh rán cũng được. Đấy là theo ý thích của các bạn. Thì với những cái này thì nó rất là nhanh chín thôi. Đậu thì cũng rất dễ chín đúng không ạ? Cà rốt, xúc xích, thịt thì mình chiên ngập dầu như này như vậy thì là rất là nhanh, rất là thơm đấy các bạn ạ. Vậy nha, các bạn cứ chiên đến khi vàng là được nha. Các bạn thấy chưa, sản phẩm của mình đã vàng rồi đúng không ạ? Bây giờ mình gắp ra các bạn nhé. Đó, rất ngon. Cho ra đĩa thôi các bạn ạ. Để mình cho mẻ mới vào. Phồng rất là ngon, hấp dẫn, thơm ơi là thơm luôn. Thế thì đôi khi các bạn cũng phải biến tấu đúng không ạ? Tức là cũng là đậu thôi, nhưng mình có thể là thêm một chút xíu công vào một chút là mình đã làm được cái món lạ miệng rất là ngon ấy. Vậy nhá, các bạn cứ làm như vậy đến khi hết cái số lượng mà mình làm thì thôi các bạn nhé. Đó, chỉ cần đơn giản vậy thôi. Mình cho ra đĩa thôi nhé. Rồi. À, thành quả của mình đến đây đã xong đây các bạn. Đó, đó một đĩa đậu viên chiên rất là ngon. Thì các bạn có thể là đang nóng như thế này rất là thơm các bạn ạ. Thì các bạn có thể ăn kèm với tương ớt, sốt cà chua hoặc cà sốt mozzarella, đấy là theo ý thích của các bạn nhé. Đó, thì bây giờ mình thử xem nha. Đó, giòn rụng luôn các bạn này. Thì với các bạn nhỏ nhà mình ấy thì rất hay xiên và xiên, sau đó là bôi tương ớt lên rất là hấp dẫn luôn. Đó các bạn nha. Đây, mình bóc ra cho xem nào. Rất là xốp, giòn và dai. Đó, rất là ngon các bạn nha.
Vậy là sản phẩm đậu viên chiên của mình đến đây đã xong rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Chúc các bạn làm được nhiều món ngon cho gia đình nhà mình nha. Xin chúc các bạn luôn làm thành công và có một sức khỏe dồi dào, luôn cải thiện cho bữa ăn cơm nhà mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn là hẹn gặp lại các bạn ở những video mới nhất của mình nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ với bạn bè giúp mình nhé. Đăng ký cho mình xin một like nha.